Xin chào anh em, xin chào những tín đồ của Hyundai và những tín đồ của dòng Cross Rover 5 chỗ tại Việt Nam. Như quý vị biết là khoảng một tuần gần đây thì thị trường ô tô, đặc biệt là trong phân khúc CUV, tức là SUV cỡ nhỏ, thì trở nên sôi động hơn rất nhiều với sự xuất hiện của mẫu xe mang tên là Toyota Cross, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Toyota Cross thì có một điểm mạnh đấy là nhập khẩu nguyên chiếc, trang bị công nghệ an toàn khá tốt. Tuy nhiên thì ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị các bạn chiếc Hyundai Tucson. Đây là phiên bản 1.6 Turbo, phiên bản cao cấp nhất của dòng Tucson tại Việt Nam. Và tôi nghĩ là với những trang bị và option mà quý vị sắp tìm hiểu sau đây thì mẫu xe này thừa sức có thể cạnh tranh sòng phẳng, thậm chí là còn nhỉnh hơn so với lại Toyota Cross. Quý vị đang quan sát đây là phần đầu của chiếc Tucson, thì có lẽ là với thiết kế này khó lòng chúng ta có thể chê được. Những nét thiết kế đẹp như vậy thì được kéo dài sang cả bên hông. Những các chi tiết nhỏ như là tay nắm cửa và la răng 19 inch cùng với cái thiết kế cho cảm giác rất là trường xe. Nó mang đến một cái kích thước cả về con số cũng như là cả về cảm giác thì Tucson có vẻ nhỉnh hơn khá nhiều so với Toyota Cross. Và theo thông số kỹ thuật chính thức thì rõ ràng là Hyundai Tucson dài hơn, rộng hơn và cao hơn. Thậm chí là phần khoảng sáng gầm xe là một trong những yếu tố rất quan trọng, thì Hyundai Tucson cũng tỏ ra vượt trội hơn so với lại Toyota Cross. Khoảng sáng gầm của mẫu Hyundai Tucson thì đạt tới 172mm, trong khi khoảng sáng gầm của mẫu Cross chỉ là 161mm mà thôi. Có được con số này thì cũng không thể bỏ qua cái bộ la răng 19 inch mà quý vị đang quan sát được. Một bộ la răng phay cắt hình lưỡi dao cực kỳ đẹp mắt. Các trang bị ngoại thất khác của mẫu Option thì có thể kể đến như là hệ thống đèn full LED với cái tính năng mở rộng góc chiếu rất là thông minh. Toàn bộ phần cụm đèn là đèn LED hết nhé. Đèn xi nhan và đèn hậu, đèn phanh trên cao, tất cả 100% đều là đèn LED. Đó, một cụm đèn có thể nói là cực kỳ tuyệt vời. Hệ thống đèn full LED mang đến cái nét thiết kế và những cái cảm quan về yếu tố thẩm mỹ cực kỳ hút mắt nhìn. Hệ thống lưới tản nhiệt với những cái thanh ngang như thế kia thì cũng giúp cho chiếc xe nó có cái cảm giác là trường hơn và nó bề thế hơn. Ở phần bên hông thì rõ ràng là sở hữu một cái kích thước lên đến 4480mm, chiều rộng là 1850 và chiều cao là 1660mm, thì mang đến cho Hyundai Tucson nó cảm giác bề thế và nó cao cấp hơn. Ở phần đuôi xe thì Tucson cũng tỏ ra vượt trội hơn hẳn với hệ thống cốp điện thông minh. Đó. Trên Cross thì vẫn chỉ là cốp cơ nha quý vị. Các chi tiết khác như là hệ thống cảm biến lùi và cảm biến góc thì trên mẫu Tucson này cũng được trang bị rất là đầy đủ. Khi mà chúng ta mở cái khoang hành lý của mẫu Hyundai Tucson này lên thì cái sự vượt trội tiếp tục được thể hiện thêm một lần nữa. Ngoại trừ cái trang thiết bị như là cốp điện thì cái kích thước của khoang hành lý cũng là một trong những yếu tố mà giúp cho Hyundai Tucson có thể nói là tự tin khi mà cạnh tranh sòng phẳng với Toyota Cross. Các chi tiết như là bánh dự phòng của Cross thì vẫn chỉ là bánh la răng phay cắt bánh nhỏ nhé. Trong khi đó thì trên mẫu Hyundai Tucson này là một bộ la răng và một bộ lốp dự phòng rất là chỉn chu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Chúng ta sẽ có 5 cái kích cỡ lốp giống hệt nhau. Đó. Về trang bị nội thất thì có lẽ là Hyundai Tucson nó cũng gây ấn tượng nhiều hơn khi mà lát nữa chúng ta mở cửa ra. Đây. Toyota Cross thì sẽ sử dụng cái tông màu nội thất màu đen hoặc là màu đỏ, trong khi đó thì Tucson vẫn trung thành với thiết kế là cái màu kem sáng, nó tạo cảm giác sáng xe và rất là rộng rãi. Cái khoang cabin của mẫu Tucson này thì đã từng được nhận giải là thiết kế của năm. Một thiết kế cực kỳ đẹp, hài hòa và thông minh. Quý vị hoàn toàn có thể nhìn thấy những cái trang thiết bị tiện nghi như là ghế lái chỉnh điện này, rồi là đầu DVD có tích hợp tính năng dẫn đường, cảnh báo tốc độ. Đấy, hệ thống điều hòa sẽ là hai vùng độc lập. Gương chiếu hậu thì chống chói tự động. Phanh tay điện tử cũng là một trong những cái điểm nổi bật của Hyundai Tucson so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Trên mẫu Hyundai Tucson này thì chúng ta được trang bị cái phanh tay điện tử rất là thông minh, đi kèm với tính năng Auto Hold tự động giữ áp suất phanh khi mà chúng ta dừng chờ đèn đỏ. Quý vị sẽ không cần phải chuyển số về N nữa. Đó. Một lần nữa thì quan sát lại cái khoang cabin này với những cái tiện nghi. Hệ thống màn hình Apple CarPlay 8 inch đi kèm với bộ giải mã âm thanh Akami Premium Sound. Hệ thống 6 loa quanh xe sẽ mang đến cho chúng ta một những cái âm thanh có thể nói là cực kỳ chất lượng. Và nếu quý vị là những người mà yêu thích thiên nhiên thì chắc chắn là không thể bỏ qua cái hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh panorama được trang bị trên mẫu Hyundai Tucson
phiên bản 2020 1.6 turbo tăng áp này được. Về khả năng vận hành của Hyundai Tucson thì xe được trang bị cái khối động cơ 1.6 lít cho công suất cực đại lên đến 175 mã lực và mô men xoắn đạt 265 Newton tại 4.500 vòng trên phút. Những con số này thì tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với Toyota Cross, kể cả là trên phiên bản thường hoặc là phiên bản Hybrid. Cả hai xe đều sử dụng cái hệ thống dẫn động cầu trước và chế độ lái của Tucson cũng tỏ ra vượt trội với ba tùy chọn là Comfort, Eco và Sport. Ngoài ra thì cũng không thể bỏ qua cái hệ thống treo trước và treo sau, nó mang đến cái sự êm ái hơn cho Tucson. Chúng ta sẽ có treo trước là hệ thống MacPherson với thanh cân bằng, còn hệ thống treo sau sẽ là liên kết đa điểm. Về tính năng an toàn trên mẫu Hyundai Tucson thì chúng ta sẽ có tới 6 túi khí này, phanh tay điện tử, chế độ giữ phanh. Các tính năng khác cơ bản như là ABS, EBD và BA, hệ thống chống trượt, cân bằng điện tử, kiểm soát thân xe thì mẫu Hyundai Tucson chúng ta sẽ đều được trang bị đầy đủ. Tuy nhiên thì mẫu Hyundai Tucson này lại không được trang bị những cái tính năng như là cảnh báo va chạm này, cảnh báo chệch làn hay hỗ trợ giữ làn, và hy vọng là trong tương lai thì mẫu Hyundai Tucson ở phiên bản cải tiến sẽ sớm được trang bị những cái tính năng cực kỳ an toàn như vậy, giống như trên đối thủ Toyota Cross. Rồi, hiện tại thì mẫu Tucson này đang được trưng bày và có xe lái thử tại Hyundai Lê Văn Lương, có địa chỉ tại số 3 Vũ Phạm Hàm. Nếu quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu, tham quan, mua sắm cũng như là lái thử thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline được đính kèm trên video. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách hàng ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.